nè nè cho mỹ của soi nè xa tua vào cho Ừ, chụp vẹt để tua xa nhung nè nè tua cho nè nè mỹ như vậy hôm nay như tôi nghe có ăn một miếng kem rượu chứ mà tôi dạ như tham mà ơi như vậy mình thật lao với tôi thật mê tôi dạ như đúng một hoa đe để coi được tập đặt có lẽ nó mình cầm group về tôi dùng tê mình lại kịp lên với tôi thế này rồi mà sao nó có lên với tôi xa như này mà mỹ có nó tạp chân to nhưng tin tập lên tập bát này đi lên cái bát thì cứ chân to nữa có lẽ nó tại ứng cái tên này thôi là do thao có cái do tê được một thao đó tập bát rồi nó vừa to luôn nhá tổng cái to luôn tạp tham mà mỹ cho chặt nhất một nửa ruộng nhá vậy lại về họa thì cái mười ba là thao vườn hai thao ba là mấy mà hoa đẻ chắc bao nhiêu nữa giờ cái như tham ma rồi về nó như 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 đơn như cái bộ mà ta nhấp được mà xong này cái gì nhấp à nhấp đấy đi cái hẹp nhé ha. Ô kênh ông rùa bê vrak ông ngọc áp ông nè lên hình bố lì bôi như nế lê tố bê hẹp nó như bố lên hình kênh hẹp nó ông hẹp trí chân mới nè thảo mực lại con ông dỗ ông pha vrak ông thua kêu có bố hiếu lên nè bác ở đâu cái bụi ông ra bị sang co lên ông ra bị sang co lên mình sang co nè sang tới bụi bị lên cho lâm gia chân cho em gia lâm mình cho lâm gia nè đi vậy chào mọi người đang xem giờ mình chuẩn bị đi mua tôn cho mẹ trước giờ mình có loang mua cho tầm bát nó mưa lúc đó mưa ba số chín số 10 đó nhưng mà mua tầm bát che cho nó không che cho tầm bát nó không biết ngủ rồi mưa thấm hết trong nhà luôn để có loang đang chuẩn bị đi mua tôn đồng lại tôn mới tí anh em thấy mình đồng lại tôn mới anh em xem nữa tí nữa mình mua cho mấy chiếu men luôn giờ chiếu men nó vừa hết rồi không sách được mình tí mình mua lại chiếu về men luôn chào mọi người đang xem nha tội nghiệp quá đấy. Đây là bếp bếp giống như bếp hồi xưa thôi để lật vặt xong bắp cái gì giờ còn tối quá 5 giờ 6 giờ đấy đây là giường của nó chào mọi người nha giờ cô lộc đang chuẩn bị đi mua cho tôn đây là nhà của họ đang xem giờ cô Loan Ra Lan đang đi lấy con non đi mua cho tôn mẹ tí là đông cho nhà mẹ luôn nhưng mà tại vì nhà mẹ tôn giặt hết rồi giúp đỡ hai anh em anh kênh Ra Lan giúp cho mẹ rồi cô Loan Ra Lan giúp cho mẹ nữa tại vì mẹ già rồi phải giúp cho nó tí là mình mua cho men chiếu gì đó tặng cho mẹ luôn vâng. Mình chuẩn bị đi mua tôn mọi người nhá tôn giúp đỡ mẹ cô Loan Ra Lan cũng là anh em giúp đỡ cô Loan Ra Lan hôm nay mình đi mọi người nhá thank you.
tôn của trạng thôn thì nãy còn mình bà ở đây ở ở nhà đây rồi đi ạ. Hẹp treo đó ta. Đây là bà đó chỉ là mẹ của Dương Đăng Lan rồi nhá. Nhưng mà ở đây không có ai bà kia. Chết tôi chỉ cho nhà không có ai dùng. Hôm nay tất cả anh em giúp đỡ của mẹ của Dương Đăng Lan làm nhà. Quay tất cả anh em làm nhà. Quay hết tất cả xung quanh thì quay đó mọi người ạ, đây là làm nhà của bà mẹ mẹ của Trang Đà Lan. Nói chung là mẹ Trang Đà Lan một mình thôi, rất tội nghiệp mọi người nhá. Ra rồi cũng không có ai ở chung đó, anh em mình đang làm nhà của mẹ Long Đà Lạt mọi người nhé. Đó, tất cả anh em cùng giúp đỡ đó. Đây, này ra rồi không có ai người chung đâu, cái họ thì mình rất tội nghiệp mọi người. Bắt dạ hả đây. Đây áo của bà đây mọi người nhé. Đó bà này rất chào rồi mọi người. Đây mẹ của Trang Đà Lạt hôm nay anh em mình làm giúp đỡ của mẹ Trang Đà Lạt đó. Đó mọi người nhá, người ở một mình thôi, không có ai ngồi chung. Các cháu thì lễ vợ chồng hết rồi mọi người đó. Bà kia về rồi mọi người nhá. Đây tất cả anh em đang làm nhà mẹ Trang Đà Lạt mọi người nhá. Đó. Yeah. Mới làm á, mới một tuần. Tuần này đó mọi người. Anh em đang làm hết. Cả bên sang dạ nhá. สั่งโดนเอาดิจัดป้อนนะตัวยงเตยมั้ยนะมีเซตก็เซตกรุ๊ปเลยสั่งไปให้ตอนนี้เก็บไว้อยู่ที่หน้าบ้านนะครับตอนนี้เก็บอยู่ที่หน้าบ้านนะครับ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 เก็บ